sự việc từ từ. Vâng, cháu tên là Thanh ạ. Ừ. Dạ vâng ạ. Thanh dạ. Cụ thể về bên số hiệu giao hàng hay là nhân viên gì đấy? Dạ, nói mã nhân viên thì cháu không biết, nhưng mà cứ tên là Thanh, cháu ở Thanh bên giao hàng Shopee. Ờ. Ở Uông Bí đúng không? Vâng ạ. Ờ. Bây giờ là cháu giao cái gói hàng này nhá. Đây. Đấy, cái này thực ra nói là về cơ bản là không có vấn đề gì đâu. Dạ vâng ạ. Ừ, nhưng mà mình cẩn thận thôi, bởi vì với cẩn thận thế cứ làm thế cho chắc nhỉ. Dạ, bởi vì là hàng này là hàng không đồng kiểm. Giá trị cao. Giá trị cao. Đấy, chứ còn nếu mà nó một vài trăm thì ok. Nhá. Đây nhá, hàng hàng là cháu giao là nguyên nguyên đây. Đấy. Coi như là nguyên niêm phong đúng không? Vâng ạ. Ừ, đấy thì cũng để chứng nhận cho cháu là cháu vâng. giao là đầy đủ niêm phong. Dạ, vâng. Thế xong đến lúc nào mà chú mở thì chú sẽ quay video lại. Dạ vâng ạ. Ừ, để cho là cái người bán người ta cũng cảm thấy thoải mái. Vâng. Ok nhá. Vâng ạ. Ừ. Cháu tên là gì nhỉ? Chú quên à? Thanh ạ. Dì Thanh. Phạm Hoài Thanh đây ạ. Ok, rồi cảm ơn cháu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
10.000 nữa thì là sẽ là tròn đúng không? Đôi khi là cái mức trị tập về đoạn, nó có trong cái việc